Các giám đốc điều hành, khách hàng và nhân viên của Boeing đã tập trung tại nhà máy Everett, Washington của công ty để chia tay chiếc 747 với biệt danh Nữ hoàng bầu trời khi công ty bàn giao chiếc máy bay phản lực khổng lồ cuối cùng của mình cho hãng vận tải hàng không Atlas Air của Hoa Kỳ. Một trang sử đã đóng lại ngày hôm nay nhưng không có nghĩa là chúng ta ngừng bước tiếp. Nó chỉ là một chương trong cả cuộc hành trình. Chúng ta sẽ mở ra một chương mới cho dòng 747. Chiếc máy bay này sẽ nhận được sự hỗ trợ trong nhiều thập kỷ tới. Ngay cả khi bạn hiểu rằng khoa học chính là thứ đứng đằng sau mỗi chuyến bay, nhưng chứng kiến chiếc 747 cất cánh lại khiến chúng ta có cảm giác như phép màu tồn tại. Đó là một cảm xúc vui buồn lẫn lộn đối với đội ngũ nhân viên của Boeing khi phải nói lời chia tay. Omar Ismail Haroun là người tham gia chế tạo chiếc 747 cuối cùng này. Về mặt cảm xúc, tôi cảm thấy tệ. Ý tôi là nó là dòng máy bay hoàn hảo, xuất sắc. Tôi thích nó, nhưng đó là quyết định của công ty. Tôi phải chấp nhận. Cất cánh lần đầu vào năm 1969, chiếc máy bay thân rộng đầu tiên trên thế giới này có kích thước gấp đôi những chiếc máy bay trước đó và đã mở ra một kỷ nguyên du lịch đại chúng. Eugene Vezetti tới từ bảo tàng Seattle là một phi công 747. Pan Am tìm đến Boeing, họ muốn có một chiếc máy bay lớn hơn để cắt giảm chi phí cho mỗi dặm bay. Vì vậy, Boeing đã quyết định chế tạo chiếc 747 với sức chứa hơn 360 chỗ ngồi này. Khi đó, họ cũng nghĩ rằng nó sẽ giảm tắc nghẽn tại sân bay bởi bạn có thể di chuyển một lượng lớn khách hàng như vậy trên một chiếc máy bay. Suốt 55 năm sau, Boeing vẫn tiếp tục sản xuất 747, loại máy bay trong nhiều thập kỷ, đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng, ví dụ như chuyên chở các đời Tổng thống Mỹ, góp mặt trong các bộ phim về James Bond, và vận chuyển những chuyến hàng đặc biệt, ví dụ như những chú cá nhám voi và những bức tượng lính bằng đất nung. Chiếc 747 từng được sử dụng như một sở chỉ huy của không lực Hoa Kỳ, và nhờ vào kích cỡ cùng đôi cánh thấp, chiếc máy bay này còn được sử dụng để vận chuyển tàu con thoi cho NASA. Đối với những hành khách thông thường, chiếc 747 giúp mang tới những chuyến bay thoải mái với giá cả phải chăng. Tôi đang ngồi ở tầng trên của chiếc máy bay số 1, chiếc 747 đầu tiên bay vào ngày 9 tháng 2 năm 1969. Tầng trên, đây là biểu tượng của du lịch xa xỉ vào những năm 70. Đây là cửa thoát hiểm của tầng trên máy bay. Bạn có thể tưởng tượng được chiếc cầu trượt xuống bên dưới nó cao tới như thế nào. Vezetti cho biết thiết kế của 747 là vô song. Trang bị tới 4 động cơ nên chiếc 747 thừa sức mạnh. Bạn có thể mất 1, 2 hoặc thậm chí 3 động cơ, chiếc 747 vẫn bay tốt. Hiện vẫn còn có hàng trăm chiếc 747 đang hoạt động, chủ yếu trong lĩnh vực vận tải. Giới lãnh đạo của Boeing cho biết lịch sử lâu đời của loại máy bay này tiếp tục truyền cảm hứng cho những bước đổi mới ngày nay.